Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã quay trở lại cùng với đôi bạn cùng tiến. Và đây là số thứ 5. Trong tập thứ 5 lần này thì chúng ta sẽ cùng đến với một bộ đôi agents mà nó rất là phổ biến ở trong tất cả các mức rank hiện nay, và thậm chí là ở trong cả cái đấu trường thi đấu chuyên nghiệp nữa. Nhưng mà khoan, hãy bàn về cái câu chuyện là bộ đôi chúng ta muốn giới thiệu với mọi người. Đầu tiên là đến phần quan trọng nhất, đó chính là khách mời. Giới thiệu với các bạn thêm một gọi là tuyển thủ quốc gia. Đấy, người cũng đã góp mặt trong đội hình của SEA Games 32 vừa rồi của đội tuyển Việt Nam. Giới thiệu với mọi người, Pina. Hello. Xin chào mọi người, mình là Pina, mình là cựu thành viên của đội tuyển Big Bam và là vận động viên quốc gia của đội tuyển Valorant Việt Nam. Cựu thành viên của Big Bang. Thế thì bây giờ Vina thi đấu cho đội tuyển nào rồi? Bây giờ Vina đang thi đấu cho đội tuyển Tự Do Anh Lý ạ. Tự Do, nghĩa là em cũng tham gia mấy cái giải đấu gần đây đúng không? Stack là bạn bè với nhau à? Mấy anh em bạn bè stack chung với nhau à? Stack của em thì có 3 Big Bang và 1 Fancy. À, 3 Big Bang 1 Fancy. Fancy cũ. Thế thì cũng khỏe phết đấy chứ. Em đánh giá cao lineup này mà. Ok. Yeah. Đến với đội bạn cùng tiếng ngày hôm nay thì anh muốn Vina hỗ trợ cho anh là giới thiệu cho các bạn về cái bộ đôi Z cũng như là Omen, bởi vì theo mình biết là Vina là một người chơi main controller rồi. Em rất là thạo con bài Omen rồi, thậm chí là trong một vài trận đấu anh thấy Vina còn chơi được cả Z cơ. Anh nghĩ là em sẽ hiểu cái độ mạnh của cái bộ đôi này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cái tình huống ở đây anh đã chuẩn bị sẵn để mà chúng ta có thể phân tích cũng như là nói về những cái điểm mạnh của cái bộ đôi này. Ok, vậy thì ở đây thì mình đang có một tình huống giả lập tại khu vực Asen. Z và Omen đang là những người tấn công khu vực Bosea. Và bên phòng thủ thì các bạn ấy đang có một người phòng thủ ở trong side. Thế thì theo Vina, phương án tối ưu nhất mà chúng ta có thể sử dụng bây giờ là gì? Bạn Omen cần phải làm gì? Bạn Z cần phải thực hiện một tình huống entry side như thế nào cho nó đúng? Theo Vina nghĩ thì việc đầu tiên Omen cần làm đó sẽ là smoke shot. Sau đó phát thẳng vào Gen. Và sau đó smoke Haven. Nó sẽ là theo thứ tự smoke shot, flash Gen và smoke Haven. Sau đó thì Z sẽ smoke vào Gen, up wrap và dash thẳng vào side. Như thế sẽ là trình tự tốt nhất dành cho bộ đôi entry này. Thì mình có cách nào mà kiểu entry nó khác đi một xíu không? Ngoài cái việc mà flash Gen này, rồi Z up wrap, rồi dash thẳng vào Gen, rồi sau đó thì bạn ấy check tất cả các thông tin trên cái đường bạn dash vào đúng không? Đấy là cái kiến thức nó rất là cơ bản của người chơi Z rồi. Thế thì Omen sau đấy thì Omen làm gì? Sau khi thực hiện ba cái combo như em vừa nói thì bạn ấy sẽ phải làm gì? Sau đó Omen là một con tướng nó khá là chủ động hơn các controller khác. Bởi vì Omen có một cái TP, nên là Omen có thể TP vào side cùng với Z luôn. Như vậy. Như TP vào thẳng side xong rồi bắn như kiểu là hai đôi lead luôn à? Yeah. Bởi vì anh thấy là thường là Z ấy, cái tốc độ tạo khoảng trống cùng Z rất là nhanh, và đồng đội còn lại thì thường không bắt kịp, hoặc là sẽ bị gặp cản trở của đội hình bên phía đối phương với những cái chiêu thức như kiểu là solo op hay là nano swarm các thứ chẳng hạn, thì Omen hoàn toàn có thể đi vào trong đúng không? Tại vì anh thấy là mọi người bảo là smoker thường là phải sống cuối để là xử lý tình huống, bởi vì không được phép để smoker chết quá sớm. Nhưng mà chắc là Omen là ngoại lệ đúng không? Đúng rồi, tại vì Omen là một con tướng nó phù hợp với việc rush ấy. Tại vì Omen là con tướng có flash mà, nên không phải như những con như kiểu Brim hay là Astra. Nên là Omen nhiều khi cũng là một second duelist. Không hẳn là một controller thực sự. Thế à? Em nghĩ vậy. Hợp lý. Tại vì anh thấy nhiều team họ chơi một con Omen nó rất là kiểu aggressive. Rất là chiến ạ. Đúng rồi. Thế đó là lý do tại sao mà mình đề cập đến một cái bộ đôi nó rất là thịnh hành gần đây, Omen cũng như là Z. Ok, vậy thì đến với tình huống thứ hai thì Z và Omen họ đang là người phòng thủ tại bom sai B ở Ma Ba Sen đi. Có lẽ là cũng là một điều tương tự ở khu vực bom sai A thôi. Vậy thì trong trường hợp mà hai người phòng thủ như vậy, bị động và chủ động, thì họ sẽ cần phải làm những cái phương án như thế nào để có thể giữ vững được cái vị trí phòng thủ của mình? Về đầu tiên thì em nghĩ là đầu tiên là Z sẽ nhảy check, hoặc là có một Sova sẽ cung thì mình sẽ có được biết được thông tin là địch có rush hay không. Tại vì cái B main này rush nhanh thì cũng khá khó ấy. Thì bạn có thể đứng ở vị trí là ở lane, sau đó hold quả flash, và khi mà nghe tiếng thì bạn có thể Omen có thể flash thẳng ở đấy và dẹt đáp ra, là chắc chắn địch sẽ mù, không thể là không mù được. Cái đường này rất hẹp, cái đường B main ở Ascent rất hẹp. Tại vì sao mà chúng ta nói về câu chuyện ở bom sai B, bởi vì mình thấy B là một bom sai mà rất là ít khi Omen bắn,
Đấy, và hầu hết là mọi người châu Âu mình, mọi người sẽ bán được bonsai A đúng không? Mọi người sẽ tận dụng cái quả Smoke One Way ở khu vực A-Lobby. Thì bonsai A cũng tương tự đúng không em? Bonsai A thì bạn Omen sau khi smoke xong thì bạn ấy sẽ đứng ở đâu? Đứng ở chỗ cái tree xong rồi flat toàn bộ A-Main à? Hay là đứng ở short rồi flat dọc một cái hành lang đường dài ở khu vực A-Main? Em nghĩ là flat dọc thì sẽ tốt hơn tại vì nó là một đường thẳng. Ờ, kiểu gì cũng dính đúng không? Đứng ở tree thì nó hơi xa nha. Ừ, nhưng mà sẽ hơi nguy hiểm một chút vì mình phải qua cái khu vực short ấy. Cái khu vực đấy đôi khi đối phương họ có thể sẽ chủ động tấn công vào đấy. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta có thể hiểu được cái sức mạnh của con bài Omen cũng như là cái sự chủ động của Zed là như thế nào rồi. Không phải là một cái combo hoa mỹ như kiểu là Flash của Kekorina hay là một cái combo có thể tạo ra lượng sát thương lớn như kiểu là Fate và Raze. Ngày hôm nay thì chúng ta đến với một cái combo mà có một sự yêu cầu phối hợp rất là cao. Thế thì để kiểm chứng cái sức mạnh của bộ đồ này thì lại một lần nữa xin phép các bạn, tôi với Bina vào ngay một trận bắn rank. Đấy, để xem là thực sự là nó có khỏe như những gì mà chúng tôi đã ngồi kiểu bình luận lý thuyết ở bên ngoài hay không. Thì không, hôm nay thì Bina chơi con gì nhỉ? Bina sẽ chơi Omen. Rõ ràng rồi. Bina mà. Đúng rồi, anh chơi dẹt mà, tướng thủ của anh mà. Tủ thủ ấy, thôi vào game nhá. Ok anh em. Bọn tôi tính toán là vào Arsene là đẹp nhưng mà thôi. Map nào cũng chơi được bộ đôi về mà, tôi nói rồi. Amit anh em. Em có trò này bro hay dùng ngực. Bọn em bắn giải toàn dùng cho này thôi, kiểu gì cũng thiết một. Here. Hứa luôn, anh chuẩn bị đắt lên ram nha, em phát. Đắt lên á, chỉ đắt lên á. Yeah. Đắt lên rồi, okay, đắt lên rồi. Ok. Đi này, đi này, phát này. Sao nó bắn tiết anh? Ủa nó mù không hả? Nó mù chứ nó bắn ai đâu. Xấu quá anh. Đắt, chuẩn bị đắt lên ram anh ơi. Cho anh đảm bảo giết được một, em hứa. Đắt anh ơi. Ôi, nhiều sâu bắn, nhiều phát quá. Spike down A. Nail. Anh vẫn giết được. Vẫn đang spam heaven mà. Từ từ đó có smoke heaven rồi anh không vào được sai. Anh ấy. Bỏ quá trời. Anh ấy một em chết rồi anh ấy. Còn là Omen nữa. Ô, Omen TP kìa. Tao sai sao á. Sai. Trời ơi, hai quả flash liên tục vào mặt. Thôi là sao biết là né trước, né trước. Đấy, em sẽ smoke ven nha. Không, tí em sẽ flash thẳng một đường này luôn. Anh đợi em gọi nha. Rồi. Anh ra này. Ra đi anh ơi. Ui, thường rồi, thường rồi. Ok. Ố. 2-2. Tối, đừng cho ba nữa. Ôi, lên anh ơi. Cho anh này. Ôi, nó đột mình chim kẹt thôi. Một thằng nữa, anh không lên được. Đồng đội mình cứ chim vào mặt anh đi. Ôi, quả đẹp lắm đấy. Lên rồi, khổ quá, cứ chim tôi. Đây là một bài đẩy A-Main cơ bản nha. Đấy, em flash vào một thằng này, anh chỉ cần check bên trái thôi. Ừ. Ok. Chỉ check bên trái thôi, trong trường hợp có người thì... Rồi. Đi sủi anh. Nào, đẩy nào. Thế bên đẩy được ngày nhanh hơn chứ tại sao mình cứ đứng trên này nhỉ? À, em bảo chậm tham mình rồi, chậm tham mình rồi. Không sao. Phát này. Không có thì mình đẩy tiếp, tại sao mình quay về? Đúng. Em về bên đây. Mình chạy như ngựa luôn. Nghe thấy anh rồi. Headshot. Spike planted. No charges left. One enemy remaining. Trời ơi, may quá tự nhiên có khẩu súng thôi. Em nghĩ là B á, anh nghĩ là B á. Được, lần này anh bắn chủ động của bác trai luôn này. Tại vì người ta không có mít. Em nhảy trích á. Họ nhiều flash lắm nha, em bắn con chó cho. B 1. Xong rồi, hay quá rồi Sky ơi. New Sky. Có flash không em? Flash luôn em ơi. Được anh ơi. Ôi dồi ôi, Sky ơi. Ui. Trời ơi, trời ơi. Em smoke rồi. Sủ em ơi. Sky ơi. Một bên này. Thôi rồi, anh qua smoke bắn luôn này. Ui. Omen yếu, Omen nửa máu. Omen TP. Anh cái TP về. Wow. Nhanh vậy. Bây giờ anh nhảy trước Imen đi. Xong rồi nếu mà anh thấy ai, xong rồi nghe tiếng chạy qua là em flash luôn. Phải về đấy. Em nghĩ là đi B á. Được. Nó sẽ chó trước ấy.
Anh phá không? Nhảy check à? Who's next? Ulti là A rồi em ơi. Em ulti luôn về trước đi. I've got your trail. Ulti về CP. TP ở nhà mình kìa đúng không? Cancel, em phá rồi. Nhà mình thật. Nó rút yếu ấy. Một em main. Ủa, Udi có sai luôn mà. Chúng mình cần là đây. Một cổ off. Kết liễu cái game đấu này. Một cổ off để kết liễu cái game đấu này. Em hộp flash rồi nha. Được. Ôi giời ơi. Flash em ơi, flash em. Thôi. Đó quá đã. Flat em, flat em. Anh kia hả? Anh bỏ rồi. Nào, đứng số 3 chết tao. Em đuổi mạng anh ngay, đun gu đi. Còn cho ru nữa. One enemy remaining. Nghĩ trong đây này. Em flat à? Flat. Ui, bên em rồi anh ơi. Ui, bên có anh ơi. Không chứ có mà là đông. Trời ơi, 3 round liền thôi. Slow up. Hai em ơi. Ui, được rồi. Spam Odin chết em luôn. Đấu đi team. Họ vào. Hai. Spike down B. One enemy ui. Remaining. Anh ơi. Cuối cả là móc Heaven. Yeah. Họ smoke Heaven này. Xin lỗi bạn kia, tí tôi sẽ rút dao ra rồi bắn sau. Ra mình cái cuộc chiến nào cũng có người hy sinh mà. Thôi, danh hiệu tí bộ vậy. Tạm mình nhìn có chỗ khác. Biết ngay. Ui. Hút tạm mình. Wow. Ôi, bọn tôi phải trải qua một trận mà phải có OT mới thắng được. Cũng là cũng hơi khó ấy. Team bên kia bắn kiểu kỷ luật quá. Kiểu đúng rank cao ấy. Đâm ra là mọi người bắn cũng nó cũng rất là hạt. Nhưng mà nhìn chung thì Omen với cả Z, theo cái trải nghiệm cá nhân của mình thấy, nó không phải là một cái bộ đôi agent mà sẽ dùng kiểu combo skill kết hợp, mà mình nghĩ là nó sẽ kiểu hữu ích trong tất cả các cái map đấu ấy. Sẽ khó có map nào mà chúng ta không dùng được cái cặp đôi này. Chắc là ngoại trừ map Breeze đúng không em? Đúng rồi anh. Tại map khá là xa và Omen flat thì thường khó mà thoát được vào sai. Clear hết là sai được. Đấy, còn về ra cái điểm mạnh của cái bộ đôi này thì mình nghĩ là với Omen thì là khả năng kiểm soát map rất là tốt này. Tuy là chỉ có 2 smoke thôi nhưng mà khả năng hồi phục smoke, và nếu như các bạn mà có thể timing và sử dụng những trái smoke nó hợp lý thì gần như các bạn sẽ có một cái lượng smoke gần như là vô hạn. Đấy, bên cạnh đó thì khả năng dịch chuyển rồi khả năng flash của Omen có thể tạo được rất là nhiều những cái impact cho đồng đội, và Zed sẽ là người được hưởng lợi trực tiếp từ những cái tình huống flash của đồng đội. Tiếc là trận đấu vừa rồi bọn tôi cũng có rất là nhiều tình huống phối hợp, nhưng mà một nửa số đấy thì nó lại không như trong mơ. Lý thuyết thì là như thế, lúc thực hành thì có rất là nhiều những cái điều mà nó ngăn chặn mình làm cái kế hoạch mà mình đã định ra. Nhưng mà nhìn chung thì bọn tôi vẫn thắng và bọn tôi vẫn thể hiện được một cái sự impact. Đấy, nhưng mà tất nhiên là để chơi được cái bộ đồ agent này nó không hề dễ đâu. Nó không dễ như cái cách mà chúng ta thường nghĩ đâu. Bởi vì nó phụ thuộc khá nhiều vào cái kỹ năng cá nhân. Do đó thì mình nghĩ là các bạn tầm ở những mức rank Blast trở lên sẽ là những người có thể thông thạo được những bộ đồ agent này. Còn ở mức cái dưới đấy thì các bạn hãy học chơi nó một cách cơ bản thôi. Flash, giạt bắn hay là làm thế nào để sử dụng những trái smoke nó nhuần nhuyễn nhất và không bị lỗi là được. Ok, không biết là Bina em thấy sao với cái sức mạnh của bộ đồ này, và ở trong cái đồ chơi chuyên nghiệp ấy, bọn em có hay sử dụng kiểu Omen với cả Z không? Thực sự thì theo giờ em nghĩ kể cả ở Việt Nam hay ở thế giới thì bộ đồ này thực sự quá khỏe và ít team nào mà không chơi bộ đồ này nữa rồi. Tại vì em thấy dạo này ở trên thế giới thì em thấy con Astra dường như Astra hoặc Prim thường không được sử dụng nhiều như Omen. Tại vì Omen là một con tướng nó khá là cơ động ấy. Tại vì flash của Omen quá khỏe đi. Nên là em nghĩ là hai bộ đôi này hoàn toàn là bất bại và khó có thể có vị trí nào thay đổi được. Em nghĩ vậy. Nghĩa là trong tương lai gần đúng không? Chúng ta vẫn sẽ có một đôi là Zed và Omen đúng không? Lý do đi cùng với nhau thì các bạn đã biết rồi. Một smoker rất khỏe, một duelist thì gần như chơi được tất cả các map. Đấy.
họ sẽ có thể fit được vào tất cả các cái đội hình. Anh em chỉ cần tìm ba cái vị trí còn lại đủ vai trò Sentinel rồi Initiator nữa thôi, các bạn không phải lo về controller cũng như là kể cả vị trí duelist nữa. Và đó là những gì mà mình muốn giới thiệu với mọi người trong tập thứ 5 của Đôi Bạn Cùng Tiến series lần này. Chúng ta sẽ vẫn phát hành vào lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần, và đừng quên là theo dõi cũng như là ủng hộ cho bọn mình một like cũng như một subscribe nhé. Còn bây giờ thì đã đến lúc để chúng ta nói lời chào tạm biệt rồi. Cảm ơn Bina vì ngày hôm nay đã tham dự vào trong series của chúng ta, và tôi phải công nhận là ngày hôm nay tôi Bina đen. Đấy, đến 5 tập trận nào cũng dễ, đúng trận này là trận khó thở nhất của bọn tôi. Bọn tôi còn tưởng là bọn tôi suýt thua cơ. Không biết là làm Đôi Bạn Cùng Tiến mà lại thua luôn thì chả biết là giới thiệu cho ai. Nhưng may cuối cùng gọi là vẫn may mắn là có thể giành được chiến thắng. Đó, hẹn anh em ở tập thứ 6 nhá. Nhớ nhá, 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Bye bye. Bye bye.